きょうのテーマそれではがくしゅうをかいししましょう「ぼんこていじゅっといもったか Làm ơn giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với. Bạn có một phút không? Bạn có một phút không? Làm phiền bạn giúp tôi một tay được không? Làm phiền bạn giúp tôi một tay được không? Tôi có thể xin một việc được không? Tôi có thể xin một việc được không? Bạn có thể làm cho tôi một việc được không? Bạn có thể làm cho tôi một việc được không? Tôi có một việc muốn nhờ bạn. Tôi có một việc muốn nhờ bạn. Tôi có thể giúp bạn. Tôi có thể giúp bạn. Bạn có cần giúp đỡ không? Bạn có cần giúp đỡ không? Tôi có thể làm gì cho bạn? Tôi có thể làm gì cho bạn? tôi có thể làm gì để giúp bạn không tôi có thể làm gì để giúp bạn không tôi có thể giúp gì được không tôi có thể giúp gì được không làm phiền bạn giúp tôi một tay được không làm phiền bạn giúp tôi một tay được không chắc chắn tôi có thể làm gì cho bạn chắc chắn tôi có thể làm gì cho bạn bạn có thể giữ cửa mở cho tôi được không bạn có thể giữ cửa mở cho tôi được không không có gì còn gì nữa không không có gì còn gì nữa không Thực ra, có một cánh cửa ở tầng dưới. Bạn có thể làm cái đó luôn tôi được không? Thực ra, có một cánh cửa ở tầng dưới. Bạn có thể làm cái đó luôn tôi được không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Tôi có thể làm gì để giúp được không? tôi có thể làm gì để giúp được không? Hiện tại thì chưa, cảm ơn bạn. Hiện tại thì chưa, cảm ơn bạn. Thật không? Trông bạn rất bận rộn. Thật không? Trông bạn rất bận rộn. Có một điều bạn có thể làm. Có một điều bạn có thể làm. Điều gì thế? Làm phiền bạn đóng cửa sổ lại được không? Làm phiền bạn đóng cửa sổ lại được không? Không có gì. Không có gì. Tôi rất cảm kích. Tôi rất cảm kích. Những hộp đó trông nặng. Tôi có thể giúp bạn một tay được không? Những hộp đó trông nặng. Tôi có thể giúp bạn một tay được không? Tôi không sao. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cửa cho tôi. Tôi không sao. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cửa cho tôi. Không có gì. Tôi có thể lấy thứ gì đó cho bạn được không? Không có gì. Tôi có thể lấy thứ gì đó cho bạn được không? Không sao đâu, chúng không nặng như vẻ ngoài của chúng. Không sao đâu, chúng không nặng như vẻ ngoài của chúng. Tôi có thể làm gì khác không? Tôi có thể làm gì khác không? Tôi ổn. Cảm ơn bạn đã đề nghị. Tôi ổn. Cảm ơn bạn đã đề nghị. Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bưu điện được không? Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bưu điện được không? Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi đến từ ngoài thị trấn. Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi đến từ ngoài thị trấn. Xin lỗi, bạn có biết bưu điện ở đâu không? Xin lỗi, bạn có biết bưu điện ở đâu không? Chắc chắn, nó không xa đây. Đi thẳng lên phía trước cho đến khi bạn đến con đường Men. Sau đó, chắc chắn, nó không xa đây. Đi thẳng lên phía trước cho đến khi bạn đến con đường Men. Sau đó, Xin lỗi vì đã ngắt lời bạn. Có bao nhiêu khối nhà vậy? Xin lỗi vì đã ngắt lời bạn. Có bao nhiêu khối nhà vậy? Khoảng 2 hoặc 3 khối nhà. Đó là đèn giao thông đầu tiên bạn đến khoảng 2 hoặc 3 khối nhà. Đó là đèn giao thông đầu tiên bạn đến. Nó nằm ở phía bên nào của đường phố? Nó nằm ở phía bên nào của đường phố? đến từ hướng này, nó sẽ ở phía bên phải của bạn. Đến từ hướng này, nó sẽ ở phía bên phải của bạn. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Không có gì. Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không? Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không? Chắc chắn, nó ở trên lầu, là cánh cửa đầu tiên bên phải của bạn. Chắc chắn nó ở trên lầu là cánh cửa đầu tiên bên phải của bạn cảm ơn cảm ơn tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không tất nhiên rồi phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang bên trái bản tất nhiên rồi phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang bên trái bản cảm ơn có bàn thay tả ở đó không cảm ơn có bàn thay tả ở đó không không nhưng có một cái trong phòng vệ sinh gia đình không nhưng có một cái trong phòng vệ sinh gia đình ok nó ở đâu vậy ok nó ở đâu vậy nó ở giữa phòng vệ sinh nữ và phòng vệ sinh nam Nó ở và nam. 今回の学習は以上となりますそれではまた次回の番組でお会いいたしましょういいね番組登録コメントよろしくお願いいたします本番組はトニー・ダンディーがお送りしました